Tiếp viên bắt mẹ bầu dọn bỏng ngô hai con làm đổ trên máy bay gây tranh cãi. Mỹ, hãng hàng không United Airlines bị chỉ trích vì tiếp viên bắt người phụ nữ mang thai hơn 5 tháng phải dọn bỏng ngô do hai con gái của cô làm đổ trên máy bay. Anthony Bass, một vận động viên bóng chày ở Canada, chỉ trích hãng hàng không United Airlines trên Twitter hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 4. Tiếp viên đã bắt vợ tôi quỳ gối nhặt bỏng ngô do hai con bay cùng làm đổ, trong khi cô ấy đang mang thai 22 tuần và bay cùng một bé 5 tuổi. Một bé 2 tuổi. Các bạn đang đùa tôi phải không? Anthony kết hôn với Sydney J. Diem, em gái của ca sĩ nhạc đồng quê Jesse Diem Dicker. Theo thông tin từ NBC Los Angeles và Access Hollywood, Dicker cũng chia sẻ ý kiến về vụ việc trên thông qua một dòng trạng thái trên story đã hết hạn của Instagram. Nói rằng em gái của cô đang trải qua một thai kỳ với rủi ro cao và cô đã nhắn tin cho em gái mình về sự cố bỏng ngô trên máy bay. Dicker viết rằng em gái tội nghiệp của cô đã bật khóc và cảm thấy bị sỉ nhục khi đang kiệt sức với những đứa con của mình trước sự chứng kiến của mọi người. Thế nhưng bài đăng của Anthony cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi nhiều cư dân mạng không đồng tình với quan điểm này. Một ý kiến cho rằng nếu bạn đã định cho con mình ăn bỏng ngô thì cũng phải sẵn sàng nhặt các hạt rơi vãi. Một người khác bình luận, phụ nữ mang thai vẫn có thể cúi xuống. Nếu bạn không muốn làm thế thì giải pháp tốt nhất là không cho trẻ ăn bỏng ngô trên máy bay. Một người khác tự nhận mình là cựu tiếp viên hàng không, để lại bình luận, tiếp viên hàng không có mặt trên máy bay để đảm bảo an toàn cho bạn, không phải để dọn rác cho bạn hoặc con bạn. Trước phản ứng dữ dội trên Twitter, Anthony khẳng định anh và gia đình của mình đúng và ám chỉ rằng United Airlines đang giải quyết các vấn đề nội bộ với tiếp viên hàng không. Đại diện của United Airlines đã không đưa ra phản hồi ngay. Trong một thông báo vào hôm thứ Ba, Hiệp hội các tiếp viên hàng không, đại diện cho các thành viên phi hành đoàn của United Airlines cho biết, các nhân viên và khách du lịch của chúng tôi chia sẻ cùng một không gian. Chúng tôi muốn không gian này phục vụ nhu cầu của tất cả mọi người trên máy bay và cần có các quy tắc an toàn nghiêm ngặt. Chúng tôi không thể làm điều đó một mình, thông báo viết. Công đoàn của hãng máy bay này cũng đã từ chối giải quyết khiếu nại của Anthony vì thiếu thông tin. Jacqueline Whitmore, một nhà tư vấn về nghi thức có trụ sở tại Florida, Mỹ, từng là tiếp viên hàng không hãng Northwest Airlines, chia sẻ. Chúng tôi không biết thông tin từ phía tiếp viên hàng không. Tất cả những gì chúng tôi biết là những điều Anthony Bass đã đăng tải trên Twitter, nhưng việc người tiếp viên này có thể đã nói rằng hãy quỳ xuống và dọn dẹp đi. Nếu đúng như thế thì rất thiếu chuyên nghiệp và không thể tin được. Bà cũng kêu gọi hành khách quan tâm đến tình trạng máy bay trước khi rời đi. Mọi hành khách, bất kể tuổi tác, cần có trách nhiệm đóng gói hành lý và dọn dẹp chỗ ngồi của mình, Jacqueline Whitmore nói, theo NBC, CNN.